Đây, chúng ta vô phần sống ánh sáng. Phần này các em bao nhiêu số em đã học kỳ 1 rồi, chúng ta sẽ coi coi. Học kỳ 1 chúng ta có học phần sống ánh sáng rồi, chúng ta học từ đầu năm nó sẽ đang gặp cái phần này. Có một số ngày học cái đó rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy đi về phần cốt lõi nhất của nó. Thí nghiệm do ba sai dân, nghe thầy hướng dẫn đi em. Ở đây người ta nói rằng người ta dùng một cái màng như thế này, và người ta đục hai cái lỗ, sau đó thì người ta cho ánh sáng chiếu qua, ví dụ đây là ánh sáng mặt trời. Chiếu qua hai cái khe này, bây giờ em biết rồi, hãy tưởng tượng nếu như căn phòng này mình chiếu ánh sáng qua căn phòng kế bên, và căn phòng kế bên là căn phòng tối, tập trung nha. Căn phòng kế bên là căn phòng tối, và bây giờ mình đục một cái lỗ ở bên cái bức tường này, mình đục một cái lỗ bên bức tường này và mình chiếu ánh sáng qua. Vậy thì hỏi em là khi mà mình chiếu ánh sáng qua cái lỗ xuyên qua tường bên kia, vậy thì cái ánh sáng mà chiếu lên cái tường bên kia kìa, nó to bằng hay to hơn so với cái lỗ? Em có hình dung được không? Khi mình chiếu ánh sáng qua khe của cái tường này, thì khi cái ánh sáng qua cái khe đó, qua cái bức tường bên kia luôn, thì ánh sáng nó sẽ to hơn. Em hiểu không ta? Hiện tượng này là hiện tượng gì? Hiện tượng này người ta nói rằng là khi ánh sáng chiếu qua một cái khe, thì ngay tại cái khe này nó sẽ là một cái nguồn phát sáng mới luôn đó, và nó sẽ tỏa ánh sáng ra to như thế này. Đấy, trên này thì gọi nó là nguồn S1. Tương tự như vậy, ánh sáng này chiếu vô khe này nó cũng sẽ tỏa ra như vậy, và chúng ta có được tại như này. Dưới này, đây là nguồn S2. Và đây là, em có thấy một cái vùng mà hai đứa nó chồng nhau không? Nghe giảng ra ghi một lần. Em có thấy vùng mà hai đứa nó chồng nhau không? À, đây là nguồn thứ nhất tỏa ra ánh sáng nè. Đây là nguồn thứ hai tỏa ra ánh sáng nè. Sẽ có một vùng mà nó chồng nhau, người ta gọi trường. Đây là trường giao thoa L. Được chưa? Vậy thì trong bài toán này sẽ có những đại lượng sau đây. Đại lượng đầu tiên, chào mấy đứa online nha, thầy không thấy được tên. Đại lượng đầu tiên, khoảng cách giữa hai khe, chỗ này người ta gọi là chữ A. A là khoảng cách giữa hai khe S1, S2. Được chưa? Đó, A là khoảng cách giữa khe S1, S2. Đại lượng thứ hai, khoảng cách giữa hai màng, hay còn gọi là màng chứa hai khe đến màng hướng vân. Bên này là màng hướng vân giao thoa, bên này là màng chiếu hai khe, thì khoảng cách giữa hai màng là chữ D. Và khi mà xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng, nó sẽ giống như hiện tượng giao thoa sóng, đó là vân chính giữa nó là vân cực đại và K bằng 0. Tiếp tục, nó sẽ có vân cực đại K bằng 1, vân cực đại K bằng 2, vân cực đại K bằng 3. Vậy thì nếu như nó có vân cực đại thì nó phải có vân gì em? Vân cực tiểu. Nhưng mà bên sóng đó mình có là gợn sóng cực đại, gợn sóng cực tiểu. Còn bên ánh sáng thì chỉ có sáng và tối. Em hiểu không ta? Cho nên vân sáng cực tiểu có nghĩa là vân tối đó. À, vậy thì 0, 1, 2, 3, 4, 5 là những vân sáng cực đại. Xen kẽ với nó sẽ là những thành 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Đây được gọi là những vân tối. Đấy, và đối xứng qua bên kia cũng tương tự như vậy. Và điều quan trọng ở đây, người ta nói rằng khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất, hoặc là khoảng cách giữa hai vân tối gần nhau nhất, nó là một y. Y này được gọi là khoảng vân. Hai cái vân sáng gần nhau nhất là một khoảng vân y. Hai vân sáng gần nhất một khoảng vân y, và tương tự hai vân tối cũng vậy. Và người ta có công thức là y bằng lambda d chia a. Y là gì các em? Mới nói xong tên nó là gì? Khoảng vân. Y là khoảng vân. Khoảng vân này đơn vị của nó là mm. Lambda là bước sóng chúng ta đã biết rồi.
đơn vị của nó là micromet. D là khoảng cách giữa hai màng, đơn vị của nó là, đây là khoảng cách hai màng, đơn vị là mét. Và A là khoảng cách hai khe, hay còn gọi là khoảng cách hai nguồn. Hai khe là hai khe S1, S2 trên hình đó, đơn vị và mm. Và cái điều thú vị như thế này nè, để mà làm bài nha, thông thường tất cả những này là khoảng cách, do đó phải đổi về đơn vị mét hết. Nhưng nếu như mà mình đổi về đơn vị mét hết thì nó sẽ rất mất rất là nhiều thời gian, cho nên chúng ta sẽ nhớ đơn vị chuẩn của tầm khảm. Khoảng vân là mili, bước sóng là micro, khoảng cách giữa hai màng là mét, và A này là milimét. Vậy thì nếu như ba thằng này đúng đơn vị chuẩn micro, mét, milimét thì thằng Y đơn vị phải là gì em? Milimét. Đó, A là milimét nè. Còn ra là micromét nè. Tại vì để các em nhớ rồi các em có thể không đi. D là mét nè. Hiểu không anh? Đấy, em ghi cho thầy bài cho đó cho tôi làm bài. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, hai khe được ép mỗi hai điểm chiếu ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là chữ A bằng 1mm. Khoảng cách giữa mặt phẳng với hai khe bằng màn quan sát D bằng 30cm. Chữ A là chữ A nhập khẩu ở trên rồi thấy không? Chữ D là như thế nào thấy không? Khoảng vân đo được là Y. Biết khoảng vân là gì không? Khoảng vân là cái này nè. Y bằng là 1.5mm. Câu A tìm bước sóng, con này làm được đi bạn, chết đi, sóng chi chập đất. Câu B tìm vị trí của phân sáng 3 và phân tối 4. Hỏi X phân sáng 3, X phân tối 4. Đầu tiên là chúng ta có là Y bằng lambda D chia A. Suy ra lambda bằng Y A chia D. Đấy, thấy so với máy bạc bạc anh sẽ ra là 5 micromet. À, xong câu A. Qua câu B đi. Giả sử ở đây là cái màn hứng vân, cái khe này tạm bỏ qua nha. Màn hứng vân ở đây là vân sáng trung tâm, K bằng 0. Thì bây giờ các em hình dung được không? À, đây là K bằng 0 ha. Trên này là nửa nè, dưới này là nửa nè. Nhưng mà thầy trừ dưới này nhiều chút để mình biểu diễn lại cho rõ. À, vậy thì ở đây nó sẽ là có vân sáng 1 thì có K bằng mấy? 1. Vân sáng 2 thì có K bằng 2. Vân sáng 3 thì có K bằng 3. Thì đây chính là vị trí của X vân sáng 3 nè. Rồi, cảm ơn chậm. X vân sáng 3. Bây giờ nhắm mắt nhìn luôn, nói coi bằng mấy y gì lên. Thấy không em? Hình nó ra rất là rõ rồi không? Và chúng ta thực ra chúng ta có quy tắc là X bằng K nhân cho Y. Phân sáng 3 thì 3Y, phân sáng 4 thì 4Y. Bây giờ mình sẽ phân tích phân tối nè. Phân tối đầu tiên thì nó lại nằm giữa 0 và 1 đúng không? K của nó là bao nhiêu em? 0.5. Tiếp theo phân tối thứ hai, K của nó sẽ là 1.5. Phân tối thứ ba, K của nó sẽ là 2.5. Phân tối thứ tư, K của nó sẽ là 3.5. Ồ, vậy chỗ này chính là X vân tối. Nhìn xem nó sẽ là mấy y em? Em hình dung được không ta? Nhìn hình ta thấy đúng không? Rồi, vẽ hình vô sau đó chúng ta tính toán được cho thầy dùng thầy thôi. Kết luận X bằng KY. K nguyên thì là vân sáng, K bán nguyên thì là vân tối. Câu số 2. A bằng 0.3mm. Khoảng cách từ hai khe đến màng là D bằng 1.5m. Khoảng cách giữa hai phân sáng cách nhau là 3.2mm. Hỏi bước sóng là gì? Đấy, những bài đầu tiên thì là có thức hình. Rồi, bỏ like giải nhanh lên nha. Còn mình đã bán xuống. Câu số 3. Khoảng cách giữa hai khe, vẽ hình ra cho mấy đứa online đúng không? Khoảng cách giữa hai khe này nè. Hai khe của mình nó là chữ A ha. Khoảng cách giữa hai khe là chữ A.
Rồi. Khoảng cách từ hai tre đến màn là chữ D, số 3. Hai tre đến màn, chỗ này là chữ D nè. Câu số 3. Câu 3 đề bài nói nè. Phương sát bậc 5 bên này đúng không? Phương sát bậc 5 bên kia là 3mm tính phương xong. À, câu số 3 đề bài cho A. Đây là phương sát trung tâm thì nó ra qua phương sát trung tâm là mặt xong. Câu số 3 A bằng 4mm, D bằng 2m. Phân sáng 5 bên này, mấy đứa nào mấy đứa đang truyền không nghe không? Đến phân sáng 5 bên kia thì khoảng cách là 3mm, khoảng mức sóng là nhiều. Đấy, mấy câu đơn giản này làm được cho mức sóng từ trận đất. Câu 2 lambda bằng x a chia d bằng 0.64 micromet. Cẩn thận cái đơn vị nha. Đã khi em đi thi đáp án 0.64 có luôn mà các micro các mili em ẩu em chết liền. Rồi, câu số 3 ha. Rồi, em nhanh nè. Đây coi cái hình này có đủ để biểu diễn không? Thôi hình này không đủ biểu diễn. Thì bản hình khác bên này ha. Nhìn em ơi. Thì bản hình khác bên này. Đây là hai nguồn S1, S2, đây là cái vùng giao thoa. Đây là phân sáng K bằng 0. Đề bài nói gì? Phân sáng 5 bên này với phân sáng 5 bên kia đúng không? Rồi, vậy thì giả sử đây là phân sáng 5 bên này đi. Phân sáng 5 thì cao bằng mấy? Phân sáng 5 cao bằng mấy? Cao bằng 5. Đấy. Phân sáng 5 bên này cao cũng bằng 5. Rồi em nhìn nè, vậy thì đây là bao nhiêu y? Từ không, ta hãy hỏi từ 0 tới 5 là bao nhiêu y? Giả sử mình không biết thì mình vẽ ra, ngồi đếm ha. Nè, từ phân sáng 0 đến phân sáng 1 bằng mấy y vậy em? Vân sáng 0 tới vân sáng 2 thì mấy y? Vậy thì vân sáng 0 tới vân sáng 5 sẽ là mấy y? 5 y, em thấy được chỗ này không? Vậy thì tương tự dưới vân sáng 0 tới xem vân sáng 5 bên dưới là mấy y? 5 y. Vẽ cái hình vào nha. Vậy vân sáng 5 bên này tới vân sáng 5 bên kia sẽ là mấy? 10 y. Hình suy ra vân sáng 5 được bằng 10 y. D đó là phân sáng 5 bên này tới phân sáng 5 bên kia đấy. Suy ra y bằng D là 3 trừ chia 10 thì là 0.3 mm. Lambda bằng y a chia D bằng đơn vị của lambda phải là micromet. Khoảng cách giữa hai khe sáng a bằng 0.15 mm. Khoảng cách giữa hai khe và màn hướng vân là chữ D bằng 1.5 mét. Khoảng cách giữa năm vân sáng liên tiếp là 2 cm. Khoảng cách giữa năm vân sáng liên tiếp, chữ này là khoảng cách giữa năm vân sáng liên tiếp được chưa, thì nó bằng là 2 cm. Hãy xác định bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Hỏi bước sóng lambda bằng bao nhiêu? Vân sáng liên tiếp nó khác với vân sáng 5 nha em. Nghe rõ không? 5 vân sáng liên tiếp khác với vân sáng 5. Nhìn lên bảng, tất cả nhìn lên bảng. Chỗ này mặc dù nó không ảnh hưởng tới bài toán nhưng mà thầy muốn giảng để sau này các em gặp những bài lạ các em hỏi thì lúng túng ha. Năm phân sáng liên tiếp có nghĩa là nó không cần biết thứ tự gì cả, chỉ cần năm thằng đứng kế nhau thôi được không? Vậy thì thầy vẽ đại nè. Một phân sáng, hai phân sáng, ba phân sáng, bốn phân sáng, năm phân sáng, không có thứ tự gì cả. Vậy hỏi khoảng cách giữa năm phân sáng liên tiếp nhìn coi là mấy y?
nhìn kỹ, nhìn hình ta thấy nguyên tắc làm bài trong môn công lý là vẽ hình. À, hai đứa là một y đúng không? Y nè, y nè, y nè. Vậy thì năm vân sáng liên tiếp, nhìn coi là mấy y? Đây, năm vân sáng bằng 4 y. Bây giờ thì muốn nhìn cái em nhìn qua đây. Năm vân sáng liên tiếp thì là dày đúng chưa? Vậy còn vân sáng năm thì là sao? Khi chúng ta nói vân sáng 1, vân 2, 3, 4, 5 thì có nghĩa là khi đó chúng ta đang so với vân sáng trung tâm có k bằng 0. Thì đây sẽ là vân sáng 1 có k bằng 1, vân sáng 2 có k bằng 2, vân sáng 3 có k bằng 3, vân sáng 4 có k bằng 4 và vân sáng 5 có k bằng 5. Vậy thì vân sáng 5 là mấy y? Nhìn hình nó kỹ là nhìn thật kỹ. Vân sáng 5 sẽ là x vân sáng 5 bằng 5 y. Này muốn các em hiểu 5 vân sáng liên tiếp khác vân sáng 5. Được chưa em? Đấy. Rồi vậy thì em biết là bài này phải tận dụng cái nào để làm rồi đó. Rồi. Vậy thì với bài này chúng ta sẽ có đây. 5 vân sáng liên tiếp bằng là 4 y dựa vào cái hình chúng ta vừa mới chứng minh. Em cũng vẽ như vậy giùm thầy ha để mình phân biệt đừng lười nha. Đây là những bài đầu tiên chúng ta thầy đã dạy rất là kỹ á. Em mới hiểu không? Ok tốt. D5 vân sáng bằng 4 y. D5 vân sáng bằng 4 y, D5 vân sáng bằng 4 y. Vậy thì y bằng là D5 vân sáng chia cho 4 hoặc là bằng 2 chia 4 bằng 2 đúng không? Chia 4 đúng không? Bằng 0.5 cm là bằng 5 mm. Tại vì thầy phải đổi nó về mm thì nó mới đúng đơn vị của y đúng không em? Sau đó chúng ta tìm lambda. Lambda bằng y a chia d. Đấy. Y a chia d. Y vừa mới tìm xong, a bên kia có, d có, chúng ta tìm được micro đơn vị là micromet ạ. Cuộc sống thì đơn vị là micromet. Các em sẽ tự tay làm được nha. Câu số 5. Bằng D chia 10 bằng 0.6 mm. Đấy. Rồi có y rồi thì mình làm gì tiếp theo? À bây giờ mình cần vân sáng 3, vân tối 9 nè. Rồi cả online lẫn lớp này giờ lên bảng ha. Vân sáng 3 tới vân tối 9. Tính cái lambda cho nó chứ đi. Lambda bằng y a chia D bằng cái này cần tính được, không gì được bạn. Micromet. Rồi bây giờ nói tới vân sáng 3 và vân tối 9 nè. Em lưu ý là phải cùng bên nha. Nhìn lên bảng. Đây là màng chứa 2K. Đây là màng giao qua ánh sáng. Tất nhiên là chúng ta chỉ màng quan tâm tới màng giao qua ánh sáng và màng 2K. Chỉ là không biết cái hiện tượng như thế nào. Đây là vân sáng trung tâm cao bằng 0.
Đó. Bây giờ nó hỏi khoảng cách từ vân sáng 3 tới vân tối 9. Vân sáng 3 thì mình dễ dàng biết được là K bằng mấy em? Mấy? 3, đúng không em? Đây chính là vị trí của chiếc vân sáng 3. Rồi, vân tối 9 thì K bằng bao nhiêu? Hồi nãy làm một bài rồi đúng không? Vân tối 9 thì K bằng 8,5. Mà đề bài nói là cùng bên thì nó sẽ nằm ở bên dưới thì đúng không em? Đấy, chỗ này có một chỗ K bằng 8,5. K bằng 8,5 vậy thì chỗ này chính là x của vân tối 9. Khi mà em xác định được điều này rồi thì bây giờ nó hỏi khoảng cách giữa vân sáng 3 và vân tối 9. Vậy đây nè, từ đây tới đây nè là x vân sáng 3. Từ đây tới đây nè là x vân tối 9. Em có biết phải làm gì tiếp theo không? Xóa cái này đi cho đỡ rối hình. Thấy không em? Em có tính được vân sáng 3 không? Em có tính được vân tối 9 không? Thì khoảng cách giữa hai đứa nó là gì cuối lao không? Là thôi. Rồi, chúng ta sẽ dễ dàng có được delta x bằng x vân sáng x vân tối 9 trừ x vân sáng 3 bằng 8,5 y trừ 3 y bằng mm. Xong. Từ đánh xong lên. Bây giờ bài số 5B. Câu B nó nói rằng xm bằng 6,3 mm. M là vân sáng hay vân tối? M là vân sáng hay vân tối? Biết rằng xm bằng 6,3 mm. Hồi nãy mình có nhớ công thức xm bằng gì không ta? Ki, K mà nguyên thì nó là vân gì? K bán nguyên thì nó là vân gì? Biết làm gì tiếp theo chưa? Chúng ta có xm bằng km nhân cho y. Rất đơn giản, em suy ra km bằng xm chia y. Rồi lớp này tính rồi, cho thầy biết km bao nhiêu vậy em? 10,5. Cái điều quan trọng là em phải xác định nó là vân thứ mấy luôn. Vậy nếu mà 10,5 thì là vân thứ mấy? Vân gì đã? Vân tối đúng mấy? Thứ 11. Có một cái điểm lưu ý á, là người ta vân sáng thì sẽ gọi là vân sáng bậc. Vân tối thì người ta gọi là vân tối thứ. Đó lắm, đó là cách người ta gọi ha. D bằng 4 m. Bờ rộng giao cho trường bằng 3 cm. A hỏi số vân sáng vân tối. Rồi là câu A, câu 6 gì các em? 6A. Số vân sáng, vân tối. Rồi em nhìn chỗ này em. Ôn lại cho em một cái lý thuyết. Đa số lớp này đã học rồi đúng không? Có những bạn vô sau mà chưa học nha. Nhưng mà đặc biệt cái là tụi em học nhưng mà tụi em cũng quên hết rồi. Cho nên nó cũng như mới. Đây là màng chứa hai khe ha. S1, S2. Đây là màng hướng vân nè. Nhìn kỹ nha. Như cái nghiệm nãy giờ thì cái khe thứ nhất sẽ tỏa ra ánh sáng như thế này. Cái khe thứ hai sẽ tỏa ra ánh sáng như thế này. Và cái vùng giao nhau giữa hai cái gọi là trường giao thoa L. Đây là vân sáng trung tâm K bằng 0. À, vân sáng trung tâm K bằng 0. Vậy thì ở đây nó cũng giống như những bài trước. K bằng 1, vân sáng 1, vân sáng 2, vân vân. Bên kia vân sáng 1, vân sáng 2, vân vân. Vậy thì nó giống như cái bài giao thoa sóng nè. Ở đây là bài toán đi tìm số lượng cực đại, số lượng cực tiểu bên giao thoa sóng.
Nhưng bây giờ cho thầy là sẽ là số phân sáng và phân tối. Vậy em có nhớ lúc mà bên pha sao cho tao sống thì mình làm gì không? Mình đi tính k gì em? Tìm số cực đại cực tiểu giữa hai nguồn thì mình tính gì? K nguồn. Nhưng mà ở đây cái cùng này là cùng giao thoa nè, nhưng mà hai đầu này có phải hai đầu hai nguồn không? Không, nguồn nằm đây khác cho tao sống một tí ha. Được chưa? Nhưng mà cái quy tắc của nó vẫn là chung. Đi tính cái k ở ngoài cùng này là cái nguồn bên giao thoa sống có phải là ngoài cùng không? Thì bên này ánh sáng cũng là ngoài cùng. Để tính cái k ngoài cùng. Do đó cái k này mình vẫn gọi nó là kn. Nhưng bây giờ không phải là k nguồn nữa mà là k gì? K ngoài. Và chúng ta có công thức là k ngoài bằng l chia 2 y. Lớp này còn nhớ công thức này không? Một sự im lặng đáng sợ. L chia 2 y. L là bề rộng cùng giao thoa được bài cho rồi kìa. Y là khoảng vân. Chúng ta mới học xong. Đó. Và nếu như mà K ở đây mình sẽ có giống y chang bên giao thoa sống luôn. Số cực đại sẽ là số nguyên nhân 2 cộng 1. Cực đại bên ánh sáng gọi là gì em? Vân sáng ha. Cực tiểu thì gọi là gì? Vân tối bằng làm tròn nhân 2. Và không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Riêng với phần ánh sáng không có trường hợp ngoại lệ nào. Tính được k ngoài cùng xong thì là cực đại tức là vân sáng á, bằng số nguyên nhân 2 cộng 1. Cực tiểu tức là vân tối á, bằng làm tròn nhân 2. Quy tắc chỉ có như vậy thôi. Câu số 3 cũng là cái thí nghiệm đó, nhưng mà bây giờ môi trường có chiết xuất là 4/3. Số phân sáng là bao nhiêu, số phân tối là bao nhiêu? Muốn tất cả các em làm được câu số 6 A trước ra được kết quả cuối cùng như vậy. À, muốn tìm được L bằng K, K ngoài bằng L chia 2 Y thì em phải đi tính Y nè. Y thì bằng là lambda D chia A. Ồ, chưa ghi chữ A lên thì sao đảm online làm được? Rồi, đám online nhìn đây ha. Còn một cái điều kiện trên video nữa. A bằng 1mm. Chỗ này là ra K ngoài bằng 7.5 nha. Nếu mà đứa nào làm đúng thì ra là đây là 7.5. 7.5 thì 7 x 2 cộng 1 là cực đại bằng 15. 7.5 làm tròn bằng 6 là 8 x 2 là 16. Câu B này làm y chang câu A cho nên thầy chỉ hướng dẫn thôi. Hôm sau các em phải làm được, làm bài tập về nhà phải làm được ha. Nhớ nộp bài thì chăm chấm. Câu B này ý nói là nguyên một cái hệ giao thoa kia. Bây giờ mình nhúng như một cái môi trường nước để cho nó giao thoa thì gì xảy ra? Vẫn là hai chiếc khe như thế này. Vẫn có mạng hứng phân như thế này. Vẫn hai nguồn tỏa sáng ra như thế này. Vẫn trường giao thoa như thế này. Đó, phân sáng trung tâm như thế này. Hỏi số cực đại cực tiểu khi mà nhúng vào cái nguồn, nhúng vào cái vũng nước là bao nhiêu? Thấy được không em? Vậy thì ở bài này nó chỉ có một cái yếu tố thay đổi thôi em. Đó là yếu tố nào? Khi đi từ không khí vào nước thì bước sóng sẽ thay đổi. Ở ngoài không khí bước sóng là lambda, trong nước bước sóng là lambda phẩy, và môi trường chiết xuất trong này là n. Ở ngoài không khí á thì chiết xuất thường của nó là 1. Không khí chiết xuất nó là 1. Còn khi đi vào môi trường như môi trường nước thì chiết xuất là n. Và chúng ta sẽ có lambda phẩy. Công thức của nó là lambda phẩy bằng lambda chia n. Dựa vào công thức này em tính được lambda phẩy không? Vậy thì có tính được y phẩy không? Vậy thì L chia 2 y phẩy có ra được căn ngoài không? Vậy thì nói gì em? Đây, và từ đó chúng ta sẽ tính được căn ngoài lại và ra số cực đại cực tiểu mới. Biết hướng dẫn tới đây không? Về nhà tự tay làm.
Câu số 7 cũng rất đơn giản, cái lambda d cho luôn cả a. À, thì nó nhầm chỗ nào rồi? Phản vân là hỏi y. Cái lambda d cho a, hỏi phản vân y là bao nhiêu? Tiếp tục, mn là vân gì? Đầu tiên là thầy sẽ có y bằng lambda d chia a. Chú ý nha các bạn. Y bằng lambda d chia a, lambda micromet đúng rồi. D mét đúng rồi. A milimet đúng rồi. Vậy đơn vị của y phải là milimet. Đây là y ha. Sau đó xm bằng 1.2, xn bằng 1.8. Biết rằng là x thì bằng k nhân cho y. Công thức chuẩn đây. Từ đó suy ra được k bằng x chia cho y. K bằng x chia y. Vậy thì cuối cùng anh sẽ suy ra được là km thì bằng xm chia y. Kn thì bằng xn chia y. Ra được KM, KN thì em sẽ biết được M và N là vân gì. Nhưng mà quan trọng giúp thầy là phải ra được là vân sáng bậc mấy, vân tối thứ mấy luôn nha. Phải trả lời được cái câu đó luôn cho thầy. Câu 8. Câu quan trọng nhất của ngày hôm nay. Câu 8 nha. Đây là câu A. Nó nói là Y1 và Y2. Y2 bằng 0.54 mm. Hỏi lambda 1, lambda 2. Hãy tính câu ai nhé bạn. Rồi em sẽ dễ dàng có A có, D có, Y có. Em có là lambda bằng Y A chia D. Dựa vào công thức này em suy ra được lambda 1 bằng 0.64, lambda 2 bằng 0.54. Đơn vị của lambda là micromet. Nhớ từ thầy điều này là nhanh để chúng ta qua cùng B. Câu B bây giờ đề bài nói dùng hai bức xạ đỏ và lam thì khi đó các màn trên màn quan sát được hai hệ vân giao qua tương ứng với các bức xạ đỏ và lam, mà các cực đại công ba của hệ đỏ chồng chập với các cực đại của hệ lam. Biết 0.4 nhỏ bằng lambda 3
nhỏ bằng 0.5 đơn vị như là micromet. 8B này bắt đầu cần phải cân não rồi. Cân não ở chỗ nào? Trước hết là chúng ta phải hiểu cái ví dụ minh họa này các em mới làm được ha. Nhìn lên bài ạ. Lá hồi chéo của chỗ này vừa ý nhất nè. Nãy giờ chúng ta học là chỉ có một ánh sáng thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta gặp một cái bài giao thoa hai ánh sáng. Giao thoa hai ánh sáng là sao? Đây là cái màng của chúng ta ha. Và đây là cái màng phân phân. Nhìn chỗ này. Đầu tiên là thầy xếp thằng đỏ trước. Hãy tưởng tượng ở đây có một cái mặt trời màu đỏ. Và cái mặt trời này chiếu sáng như thế này. Khi đó, cái vùng S1 nhìn các bạn. Vùng S1 sẽ tỏa ra như này. Vùng S2 sẽ tỏa ra như này. Được không em? Và trong này nó sẽ xuất hiện một cái hệ màu đỏ. Ở đây K bằng K đỏ bằng 0. Được không? Rồi, để mà đỡ rối cái hình, thầy sẽ xóa bớt những cái đường ở giữa đi ha. Tại vì có những đường ở giữa thì sẽ rối hình. Thầy ghi vậy để em hiểu không ta? Hiểu không? Đó, thì tiếp tục sẽ có K đỏ bằng 1. Đúng không? K đỏ bằng 2. K đỏ bằng 3. Và cứ thế tiếp tục xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. Được không em? Trên kia cũng đối xứng qua như vậy. Nhưng mà bây giờ thì xét một bên thôi. Rồi, để thấy vậy chưa? Cái tình huống ở đây là bài toán sẽ vô cùng đơn giản. Ví dụ chỉ có một cái nguồn sáng như thế này chiếu một màu duy nhất. Và tất cả những bài nãy giờ ở trên là mình làm như thế đúng không? Nhưng mà bây giờ cái tình huống cái màu đỏ này yên thân ở đó kệ đi. Nó vẫn có cái hệ đó ở đó. Bây giờ người ta mới đặt một cái nguồn khác ở đây nữa. Nguồn này bây giờ là màu lam. Và hiển nhiên nguồn này nó cũng tỏa sáng. Và cái nguồn này tỏa sáng nó cũng sẽ tạo ra một hệ giao thoa. Nhưng mà màu bây giờ là màu gì em? Màu lam. Nó cũng sẽ tạo ra một hệ giao thoa màu lam như thế này. Đấy. Đấy. Được không em? Nó cũng tạo ra một hệ như thế. Nhưng mà hỏi em nè, khi mà nó tạo ra như vậy thì màu gì không biết, cái vị trí mà trung tâm này nè nó luôn phải cho con gì em biết không? Vâng, sáng. Vậy thì ở đây K lam cũng bằng không. Những chỗ khác có thể khác, nhưng mà riêng ở chính giữa thì bằng không. Được không em? Vậy cái vân luôn luôn trùng nhau, nếu chiếu bao nhiêu màu thì trùng bấy nhiêu màu, đó là vân gì em? Vân sáng trung tâm có K bằng không. Em hiểu không ta? Ngay tại K bằng không, hai đứa nó trùng nhau. Được chưa? Rồi tiếp tục là thầy muốn hỏi em. Bây giờ ánh sáng đỏ với ánh sáng lam bước sóng giống hay khác nhau? Nếu bước sóng là khác, vậy thì Y bằng lambda D chia A, Y là giống hay khác nhau? Y khác nhau đúng không? Tập trung nghe kỹ nha. Thì cái khúc này từ 0 tới 1, đây là Y của đỏ đúng không em? Vậy Y của lam bằng hay khác Y của đỏ? Khác. Vậy thì chỗ này, đây là K bằng 0 của lam đúng không? K bằng 1 của lam phải khác với K bằng 1 của đỏ đúng không em? Vậy thì đây là K bằng 1 của lam. Em có nhận ra không ta? Đúng chưa? Và như vậy nó sẽ khác hoàn toàn. Và nó cứ xen kẽ nhau. Đến một lúc nào đó nó lại trùng nhau một lần nữa. Nếu như cái hình này thì vẽ đơn giản thì em thấy là K bằng 1 của tụi nó lệch nhau, nhưng K bằng 2 của thằng này và K bằng 3 của thằng kia lại sao em? Trùng nhau, em thấy được không ta? À, vậy thì đi xuống nữa nó sẽ lệch ra một hồi, sau đó nó lại sao? Trùng lại lần nữa. Rồi nó lại lệch ra một hồi rồi lại trùng lại lần nữa. Đây là hiện tượng giao thoa hai ánh sáng và có những vân sáng trùng nhau. Em hiểu không ta? Hiểu được hiện tượng này chưa? Đấy, đây là cái ví dụ minh họa. Bây giờ trở lại bài toán này. Trở lại bài toán này. Lâm đỏ và lâm lâm lâm. Nó nói là cực đại của đỏ có K bằng 0 và cực đại của đỏ có K bằng 3 thì chồng chập với lam. Tức hết thầy muốn hỏi đỏ và lam là lam là mấy và lam là mấy nè? Đó.
Ở và làm là lambda mấy và lambda mấy? Một với mấy em? Một với ba. Đỏ và lam là một và ba. Đấy. Như vậy thầy sẽ vẽ lại hình cho các em nha. Tập trung ha. Tập trung, chỗ này phải tập trung á. Đây là lông sáng, đây là cái màn nè. Đầu tiên là hàng đỏ. Nó sẽ cho vân sáng trung tâm tại đây, ca đỏ bằng 0. Hàng lam cũng cho vân sáng trung tâm tại đây, ca lam bằng 0. Đây là chỗ mà hai đứa nó chồng chồng với nhau. Thấy không em? Rồi, nó đi một hồi chắc chắn sẽ chồng chập lại lần nữa đúng không? Đi một hồi, chồng chập lại lần nữa. Và lúc này nó nói là cực đại của đỏ bằng 0, cực đại của đỏ bằng 3 thì chồng chập nè. Vậy cực đại của đỏ bằng 0, chồng chập, cực đại của đỏ bằng 3, chồng chập. Đúng không em? Nhưng mà lần này có biết ca lam là nhiêu? Có biết ca lam là nhiêu em? Không biết. Đấy, vậy thì bài toán nó nằm ở chỗ này. Bây giờ để bài hỏi gì đọc đề lại coi. Xác định lambda lam đúng không em? Rồi, theo dõi rồi chép một lần sau ha. Nhớ là lấy phần cái hình này sẽ chép vào lý thuyết để hiểu bài nè. Phần hình này là bài sửa ha. Xác định lambda lam. Bây giờ thầy mới hỏi em nè. Có phải cái vị trí chồng chập là vị trí hai đứa nó trùng nhau không? Đây là trùng nhau đúng không? Đây trùng nhau đúng không? Hiện tại có vị trí chung nhau này nè. Có phải là x đỏ bằng với x lam không ạ? X lam bên trái nè. Bằng x đỏ. Được phải. Có thấy các bạn không? Ai rung đi. À, x lam bằng x đỏ. Thấy không em? Nó chồng nhau mà đúng không? Và chúng ta sẽ có đây là gì? Islam nè. Chồng nhau thì suy ra là Islam bằng X đỏ. Thầy muốn hỏi Islam công thức là gì? X công thức là gì? K. K lam nhân cho Y lam. Chỗ này là bằng K đỏ nhân cho Y đỏ. Rồi, cái chỗ này thì ca lam với ca đỏ bằng 0, 0. Mà mình có xét chỗ này không em? Mình xét chỗ dưới. Mình xét chỗ dưới thì được ca lam chưa biết, biết lại hả? Đấy, Y lam là lambda lam D chia A. Ca đỏ là như em? 3. Y đỏ là lambda đỏ D chia A. Vậy thì D chia A nè. D chia A nè. Ở đây mình có được là lambda lam bằng 3, nhưng lambda đỏ là nhiều này tính hay nhiều vậy? Không tốt. Lambda đỏ là nhiều? Không phớt 64. 3 nhưng không phớt 64 chia cho K là. Bây giờ mình cứ nhìn lại bài toán này. Biết không phớt 4 nhỏ hơn bằng lambda la 3 nhỏ hơn bằng không phớt 5. Một thằng bị nhốt trong khoảng kia em, đó là dạng bài gì vậy? Bị nhốt trong khoảng kia là dạng bài gì? Banh cho lời ca đó nó đúng không? Vậy em nhìn xem thằng lambda 3 này nó nằm trong khoảng đó đúng không? Và cuối cùng mình đã làm hoàn thành nhiệm vụ banh lambda cho nó lòi ca ra cho em. Đúng không? Mình đã hoàn thành nhiệm vụ banh lambda cho nó lòi ca ra. Giờ làm gì tiếp theo? Lambda lam nhỏ bằng 0.5 lớn bằng 0.6 suy ra ca lam sẽ nằm trong khoảng nào đó. Rồi. Ở đây em tìm được lambda lam chưa? Rồi ha, sửa vào cho thầy. Rồi ok, livestream tới đây là đủ rồi. Hôm nay kết thúc ở bài này được rồi các em ha. Bye.